Là Ngọc Thúy, cô rất vui được gặp lại các em trong chương trình vật lý lớp 7. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của bài 8, gương cầu lõm. Ở bài này các em sẽ được tìm hiểu về tính chất ảnh của một vật qua gương, về đặc điểm phản xạ ánh sáng qua gương và một vài ứng dụng của gương trong đời sống. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào bài học các em nhé. Các em quan sát hình ảnh của gương cầu lõm, các em thấy nó có đặc điểm gì các em? Ta thấy là gương cầu lõm là những gương có mặt phản xạ là mặt lõm của một phần mặt cầu, và ta gọi nó là gương cầu lõm. Vậy ảnh của một vật qua gương cầu lõm có gì khác so với ảnh của một vật qua gương cầu lồi? Chúng ta cùng tìm hiểu vào nội dung đầu tiên. Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm. Các em sẽ thực hiện cái thí nghiệm sau đây. Đặt một ngọn nến ở gần sát gương cầu lõm. Các em quan sát ảnh của ngọn nến và cho biết ảnh này là ảnh gì. Cô mời các em quan sát thí nghiệm. Ta có một cái gương cầu lõm. Đặt một cái ngọn nến ở trước gương. Các em quan sát ảnh của ngọn nến qua gương. Đặt một cái màn trắng ở phía sau gương. Các em thấy là trên màn trắng ta không hứng được ảnh của ngọn nến. Vì vậy ta nói ảnh này là ảnh ảo. Từ cái thí nghiệm này chúng ta rút ra được cái nhận xét như sau. Ảnh của một vật sáng đặt gần gương cầu lõm là ảnh ảo, không hứng được trên màn trắng. Các em lưu ý là vật phải đặt gần gương nha các em. Rồi vậy ảnh của một vật qua gương cầu lõm có độ lớn như thế nào? Cô mời các em quan sát tiếp thí nghiệm sau đây. Ta có gương cầu lõm và gương phẳng có cùng kích thước. Bây giờ ta sẽ đặt hai cái ngọn nến giống nhau ở trước gương và cùng một vị trí. Các em quan sát ảnh của hai cái ngọn nến này qua gương. Rồi, các em thấy là gì? Ảnh của cái ngọn nến qua gương cầu lõm nó sẽ lớn hơn ảnh của ngọn nến qua gương phẳng. Và từ cái thí nghiệm này thì chúng ta rút ra được cái nhận xét như sau. Khi vật ở gần sát gương cầu lõm, ta nhìn thấy ảnh của vật lớn hơn vật. Từ hai cái nhận xét trên, chúng ta rút ra được cái nội dung bài học như sau. Ảnh của một vật sáng được đặt ở gần sát gương cầu lõm là ảnh ảo và lớn hơn vật. Ở đây các em lưu ý là vật phải đặt sát gương cầu lõm nha các em. Vậy khi có một chùm sáng chiếu đến gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ của nó sẽ có đặc điểm gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung tiếp theo. Đặc điểm phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm. Một nhỏ, khi chùm tia tới gương cầu lõm là chùm tia song song. Cô mời các em quan sát thí nghiệm sau đây. Ta dùng một cái đèn pin để tạo ra một cái chùm sáng song song tới gương cầu lõm. Thì các em thấy là qua cái thí nghiệm này các em thấy là chùm tia sáng song song tới gương cầu lõm nó sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương. Từ thí nghiệm trên chúng ta rút ra được nhận xét như sau. Chùm tia sáng song song tới một gương cầu lõm cho chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm ở trước gương. Vậy đối với chùm tia sáng phân kỳ thì sao? Chúng ta đi vào phần 2 nhỏ. Chùm tia tới phân kỳ. Cô mời các em quan sát thí nghiệm sau đây. Đặt một cái nguồn sáng nhỏ ở trước gương cầu lõm. Di chuyển cái nguồn sáng này. Các em thấy là nguồn sáng nó sẽ cho cái chùm tia sáng phân kỳ tới gương. Và khi di chuyển thì người ta thấy là ở một cái vị trí thích hợp thì cái chùm tia sáng này tới gương nó sẽ cho chùm tia phản xạ song song. Từ cái thí nghiệm này chúng ta rút ra được cái nhận xét như sau. Một nguồn sáng nhỏ đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp sẽ tạo ra một chùm tia phản xạ song song. Và dựa vào hai cái nhận xét trên chúng ta rút ra được cái kết luận sau đây. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm. Và ngược lại, chùm tia tới phân kỳ ở một vị trí thích hợp sẽ cho chùm tia phản xạ song song. Và chúng ta dựa vào cái đặc điểm phản xạ ánh sáng qua gương cầu lõm để đi tìm hiểu một vài cái ứng dụng của gương cầu lõm trong đời sống. Chúng ta đi vào nội dung tiếp theo. Một số ứng dụng của gương cầu lõm. Cô mời các em quan sát hình ảnh sau đây. Các em có biết đây là hình ảnh gì không các em? Đây là hình ảnh của bếp mặt trời. Vậy các em cho cô biết tại sao bếp mặt trời là một thiết bị dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng được các vật.
Em hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên. Để giải thích cho câu hỏi này, cô mời các em quan sát hình ảnh sau đây. Các em thấy là gì? Cái chùm tia sáng mà từ mặt trời chiếu đến cái gương cầu lõm, thì do mặt trời nó ở vị trí là rất xa cái gương cầu lõm, nên cái chùm tia sáng này xem như là chùm tia sáng song song. Và lúc nãy các em vừa tìm hiểu hay gì? Chùm tia sáng song song mà chiếu đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm ở trước gương. Và cái điểm này ta đặt vật, thì cái vật này do mặt trời là nó có nhiệt năng, nên cái vật chỗ mà ta đặt nó sẽ nóng lên. Chúng ta cùng tìm hiểu ứng dụng tiếp theo của gương cầu lõm. Các em quan sát đèn pin. Trên cái đèn pin thường sẽ có một cái chóa đèn làm bằng gương cầu lõm lắp quanh bóng đèn. Và nhờ cái chóa đèn này giúp ánh sáng đi xa vẫn sáng rõ. Các em có biết tại sao không? Để trả lời cho câu hỏi này, các em nhớ lại đặc điểm ánh sáng của chùm sáng phân kỳ tới gương cầu lõm. Thì các em thấy là gì? Khi đèn được đặt ở một vị trí thích hợp trước gương, nó sẽ chiếu chùm tia sáng phân kỳ đến gương và cho chùm tia phản xạ là chùm tia sáng song song. Điều này giúp ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ. Bên cạnh đó, gương cầu lõm còn được sử dụng để làm gương soi của nha sĩ, bởi vì nó cho ảnh lớn hơn, giúp nha sĩ dễ quan sát được các cái chi tiết nhỏ trong răng. Ngoài ra, gương cầu lõm ở một số nơi người ta còn dùng để làm gương soi, bởi vì ảnh của gương cầu lõm nó sẽ lớn hơn vật, giúp người nhìn thấy nó sẽ quan sát rõ hơn. Và các em có biết là gương cầu lõm nó có một cái điều lý thú, đó chính là vật đặt gần gương cầu lõm cho ảnh ảo cùng chiều với vật, nhưng những vật mà đặt xa gương cầu lõm, các em thấy ảnh lúc này nó sẽ ngược chiều với lại vật, và ảnh này là ảnh thật nha các em. Chúng ta vừa tìm hiểu một vài cái ứng dụng của gương cầu lõm trong đời sống. Bây giờ chúng ta sẽ củng cố lại nội dung bài học hôm nay thông qua cái sơ đồ tư duy sau đây. Ở bài 8 gương cầu lõm, các em cần nhớ cho cô, ảnh của một vật ở gần gương cầu lõm là ảnh ảo, ảnh này lớn hơn vật. Chùm tia tới song song sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương. Còn chùm tia tới gương cầu lõm là chùm tia phân kỳ thì sẽ cho chùm tia phản xạ song song. Trong đời sống, gương cầu lõm thường được ứng dụng để làm chóa đèn pin hoặc là được ứng dụng để làm bếp mặt trời. Bên cạnh đó, người ta còn thấy là nó còn được làm gương soi của nha sĩ. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Chúc các em học tập tốt. Hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường tiếp theo. Mến chào các em.